Pháp tu song thân, con đường tắt đến thành Phật hay đến địa ngục. Nói về pháp tu song thân, trong các truyền thuyết của Na Lạc Lục Pháp hay Tát Ca, giáo pháp Tây Tạng thuộc Kim Cương Thừa xuất phát từ các vị đại thành tựu, đều có truyền thống tu luyện song thân pháp, nhưng họ chỉ truyền dạy cho một số cực ít những người có trí tuệ tột đỉnh và đã ngộ đạo, bởi chỉ những người như vậy mới khống chế được dục vọng. Đối với những kẻ phàm phu tục tử, thì đây lại là điều kiện để sinh lòng dâm dục. Chưa bước vào tu hành, đã chạm đến khoái lạc của bản thân. Ngay đến những vị sư tưởng chừng như đã đắc đạo, cũng chưa hẳn đã luyện thành pháp tu này. Nếu vô tình phạm vào tà dâm, thì chỉ có thể đưa mình xuống địa ngục mà thôi. Song thân pháp có thể tu theo thể thực và thể hư. Thể thực nghĩa là trực tiếp đưa dương vật vào sâu trong âm đạo của đối phương, thường gọi là thủ ấn sự nghiệp. Nhưng đối với các vị bế quan trong thâm sơn cùng cốc, tìm được thiếu nữ đồng tu là điều không dễ dàng. Thế nên pháp tu này mới sinh ra trí tuệ thủ ấn, có nghĩa là tưởng tượng như mình đang ôm một thiếu nữ cùng tu. Tesongkhapa, nhà cải cách lừng danh của Phật giáo, người sáng lập tông phái Cách Lỗ, một trong những giáo phái quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng, có đánh giá rằng các sư nên dùng phép trí tuệ thủ ấn để tu luyện, bởi vì không phải ai cũng sẽ thành công, cũng như không phải ai cũng vượt qua được ngưỡng cửa của nữ tính và dục vọng ẩn sâu trong người, nhất là khi người đồng tu là một thiếu nữ xuân sắc dạng người. Trong kinh pháp của Vô Thượng Du Giả Đát Đằng La cho rằng, song thân pháp vốn là một phương pháp tu luyện đặc biệt, chứ không phải xuất phát từ tìm kiếm dục vọng. Phương pháp này kích hoạt đến các điểm quan trọng trên cơ thể con người, như khí, mạch, minh điểm là một lối tắt để thành Phật nhanh nhất. Đồng thời cũng tiết lộ rằng, trong dư sách Yoga of Naropa và Kim Cương Thừa có phép tu truyền thừa khác nhau, nhưng đều là một kỹ xảo tu hành bí mật chỉ để khẩu truyền, không công khai. Nếu truyền thừa mà không thành thì thật sự sẽ tạo ác nghiệp lớn. Các học giả nhân chủng học phương Tây cũng công nhận trong các tu viện Phật giáo Tây Tạng vẫn tồn tại một số ít song tu pháp, nhưng tất cả đều rất bí mật, chỉ làm, không nói. Kundalini, hay còn được biết đến với tên gọi Hỏa Xà, là một trường phái trong đạo học Ấn Độ, có nói đến một dạng năng lượng cơ bản được cho là chạy dọc theo cuộc sống. Thông thường, Hỏa Xà tiềm ẩn ở vùng xương hình tam giác cuối cuộc sống, vùng nằm giữa luân xa gốc Mulahara và luân xa thứ hai Swadhisthana. Khi được thức tỉnh, Hỏa Xà đi lên dọc theo kênh dẫn chính giữa, khai mở các luân xa, đi dần lên não, hoạt hóa dần những phần não chưa hoạt động, khai mở luân xa chỉ huy Anya. Hành giả sẽ phát triển trí tuệ, nhiều năng lực mới và các thần thông được khai mở. Cùng với sự phát triển năng lượng Hỏa Xà, các cơ thể được thanh lọc, nghiệp, các phiền não giảm dần. Các phương pháp tâm linh khác nhau đưa ra các phương pháp khác nhau để đánh thức nguồn năng lượng này nhằm đạt tới sự giác ngộ và có được các quyền năng siêu phàm. Trường phái Kundalini cho rằng, song thân pháp có khả năng thu được kết quả nhanh chóng trong việc đánh thức nguồn năng lượng ấy để lửa đốt càng to, cuối cùng càng nhanh đạt được giải thoát. Trong lý thuyết của pháp môn Kala Chakra cho rằng, khi cao trào của hành vi giao hợp lên đến đỉnh điểm, thì sự liên kết các kinh mạch sẽ tạm thời buông lỏng. Có một luồng gió nhẹ sẽ tuồn vào trung mạch, nadi và dừng tại đây. Minh điểm xích bạch trong cơ thể cũng sẽ dung hòa thành một. Lúc ấy, người tu hành sẽ cảm thấy một cảnh giới đặc biệt, gọi là Đại Lạc Mahasukha. Trong trạng thái như vậy mà tiến hành quán tưởng thiền tu thì rất dễ thăng hoa nhập hồn vào cảnh giới Samadhi, một cảnh giới về ý thức hệ trong Phật Pháp để chứng ngộ không tính. Một điểm rất khó khắc phục trong tu luyện thuật này là khống chế việc xuất tinh, nghĩa là đỉnh điểm của sự khoái lạc thường thấy trong cơ thể nam giới. Đang vào cảnh giới này mà nảy sinh ra dục vọng xuất tinh thì xem như cuộc đời mấy năm hay mấy mươi năm tu hành đều xem như mất. Lý thuyết Kala Chakra chỉ ra, thương tổn sẽ rất lớn nếu xuất tinh trong khi tu hành song thể. Bởi vậy, ngay trong khi nằm mơ cũng tránh để việc này xảy ra. Lý thuyết Kala Chakra cũng có miêu tả lại các phương pháp khắc phục xuất tinh. Trong đó, yếu tố tham dục là quan trọng. Không tham dục tức không hám cái sự dâm dục. Chỉ cần nghĩ đến dục vọng thì minh điểm sẽ chuyển đến quy đầu của kẻ tu hành và dẫn đến xuất tinh. Bởi vậy, thuật này không phải ai ai đều có thể tu luyện được. Phải là những vị công lực hết sức uyên thâm, vận dụng được đại trí tuệ vô không, từ
từ hữu niệm hướng đến cảnh giới vô niệm, phải sắc sắc không không thì may ra mới khống chế được. Trong dục vọng mà thoát được hoan lạc thì mới thực sự là thoát tục, thoát ra khỏi vòng sống chết. Nói một cách giản đơn, muốn tu thành chính quả, người tu hành phải có một ý chí lực siêu phàm. Tối thiểu anh ta có thể dùng ý chí lực, hay còn gọi là định lực, tập trung nhìn vào một trái cây trên cành, khiến cho trái cây đó rơi xuống đất, rồi lại dùng định lực khiến trái cây ấy từ dưới đất hoàn trở lại, mọc ở trên cành. Ở đây Tâm Linh Cuộc Sống chỉ muốn khán giả xem kênh đánh giá khách quan về những phương pháp tu hành Phật giáo, không cổ suý bất kỳ điều gì. Bất kỳ nơi đâu cũng giống như một xã hội thu nhỏ, sẽ có người tốt và kẻ xấu. Mật tông vốn không phù hợp với cách hiểu, quan niệm thông thường của đa số, và cũng là con đường tu học nguy cơ trùng trùng nếu bản thân không có đủ bản lĩnh, căn cơ và đạo sư chân chính. Có thể hiểu, tu tịnh độ theo con đường tiệm tiến, tiếm ngộ, như từng bước chậm rãi, vòng quanh mà lên tới đỉnh núi. Còn tu mật tông thì như leo dây lên thẳng đỉnh núi, tới nơi nhanh hơn nhưng sơ sẩy là rớt ngay xuống vực thẳm. Đội lốt tu hành để thỏa mãn bản thân. Bởi sự lý thú phàm tục xen lẫn trong lý thuyết song thân, nên từ xưa đến nay có rất nhiều xu hổ mang đội lốt nhà tu hành, lừa lọc nữ giới làm điều vẩn đục đến đạo đức con người. Chưa nói đến những kẻ phàm phu, thậm chí nhiều trường hợp các nhà sư tưởng chừng như đã đắc đạo lại bị tố cáo bởi những hành vi đi ngược lại đạo đức cơ bản vốn có, khiến dư luận lên án mạnh mẽ pháp tu này. Bhutan xưa là một đất nước rất thịnh hành song thân pháp, các hành giả bắt gặp được người phù hợp đều đề nghị họ trở thành minh phi của mình, và đa số họ đều hiến thân, bởi xã hội Bhutan bấy giờ là một xã hội mà chính và pháp hợp nhất. Mà trong 10 người tốt thì chắc chắn sẽ có ít nhất một người đóng vai phản diện, ai cũng muốn lấy danh dự nhà sư tu hành, khiến cho Phật giáo tại Bhutan lúc đó trở nên hỗn loạn. Sau đó, đức vua của Bhutan, ngài Chimmi Dorji Hoàng Trúc đã tuyên bố cấm lệnh không cho phép tiếp tục được thực hành phép tu này. Những người làm trái sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Các thiền sư Phật giáo nổi tiếng trong xã hội như Chogyam Trungpa, Kharu Rinpoche hay Lama Soga Rinpoche đều bị dính vào tay tiếng lừa các nữ học viên tu song thân để đạt được dục vọng. Sogya Rinpoche là một bậc thầy giảng dạy Phật Pháp Tây Tạng nổi tiếng toàn thế giới, đến từ Tây Tạng, cũng chính là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 1992, Tây Tạng về sự sống và cái chết. Cuốn sách này cho tới nay đã phát hành bằng 34 thứ tiếng khác nhau, với tổng cộng gần 3 triệu bản được phát hành tại 80 quốc gia. Sogyal Rinpoche cũng chính là người sáng lập trung tâm Gyanpa. Trong suốt hàng chục năm trời, Sogyal Rinpoche vẫn được tôn sùng gần như là một vị thánh, nhất là vì ông đã được xác nhận là hóa thân của một bậc đạo sư vĩ đại, Thơ Thôn Songya Lirap Lingpa, cũng chính là thầy dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13. Cho đến khi nhiều bức thư ngỏ của các cựu đệ tử của Soga Rinpoche tố cáo vị đạo sư này đã có nhiều hành động lạm dụng về tâm lý và tình dục, cũng như có một lối sống vô cùng xa hoa. Thật ra thì trước đó, những hành động của Soga Rinpoche đã bị tố cáo công khai trong một cuốn sách tạm dịch tựa đề là Những người hiến dâng cho Phật giáo của nhà thân chủng học Pháp Marion Dapsansi. Tác giả đã viết cuốn sách này sau khi đã tham gia một trung tâm ở vùng Herat do đạo sư Sogyal Rinpoche sáng lập và được Đức Đạt Lai Lạt Ma khánh thành năm 2008. Ngay từ năm 2011, tạp chí Mariani của Pháp cũng đã từng đưa ra các cáo buộc tương tự về Sogyal Rinpoche. Thông dịch viên của đạo sư Sogyal Rinpoche, ông Oliver Rogic đã rời khỏi trung tâm Dipa vào năm 2014. Lúc đó, ông đã lên tiếng báo động về những hành vi của vị đạo sư này. Rorik cho biết, có hai phụ nữ kể với ông là họ đã bị cưỡng hiếp. Bản thân ông cũng đã chứng kiến những lạm dụng tài chính của Songya Rinpoche. Mãi cho đến năm 2018, Đức Đạt Lai Lạt Ma mới chính thức phát biểu trong một hội nghị ở Ấn Độ rằng một số định chế Phật giáo còn bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến, phải chấm dứt điều này. Những kẻ đó không theo đúng lời dạy của Đức Phật. Điều duy nhất phải làm đó là công khai hóa những chuyện đó trên mặt báo, trên đài phát thanh. Sogya Rinpoche không còn là bạn của tôi nữa. Những tai tiếng này làm ảnh hưởng đến thanh danh của Phật giáo Tây Tạng trên đất Âu Mỹ, thậm chí là cả những tín đồ Phật giáo Tây Tạng trên toàn thế giới. Điều này đã khiến Đạt Lai Lạt Ma nổi giận tuyên bố, nếu có vị nào dùng song thể pháp để lừa lọc nữ giới, sẽ bị công bố danh tính và đuổi khỏi tăng đoàn. Nhiều tác giả chia sẻ bài viết của mình để cảnh báo, nếu như những cô gái trẻ ngây ngô thì chỉ có thể làm vật hiến tế cho những kẻ đội lốt những người tu hành thực thụ. Điều này rất cần thiết
nhưng để giúp mọi người đánh giá khách quan về pháp song tu thân từ gốc rễ, để phân định đâu là chân tu, đâu là kẻ đội lốt người tu hành lại càng quan trọng hơn. Pháp tu này vẫn nên bị cấm thực hiện bởi những lỗ hổng của nó rất dễ làm lung lay ý chí tu hành và khơi dậy dục vọng của con người. Đừng nên thử thách bản thân trong hoàn cảnh quá nhiều cám dỗ như thế. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.